Thưa quý vị, 10 người ở huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam được xác định là ngộ độc botulinum do ăn cá chép ủ chua, món ăn quen thuộc của địa phương này. Đến nay đã có một trường hợp tử vong, nhiều trường hợp liệt tứ chi phải thở máy. Cụ thể, Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam ngày 5 tháng 3 tiếp nhận 3 bệnh nhân ngụ tại xã Phước Đức, huyện Phước Sơn có triệu chứng đau đầu, nôn ói, mệt và yếu dần chân tay. Sau đó, bệnh viện này tiếp tục tiếp nhận một bệnh nhân nữ 37 tuổi, ngụ tại xã Phước Chánh, huyện Phước Sơn. Ngày 16 tháng 3, bệnh nhân này bị suy hô hấp, thở máy đến nay. Cùng thời điểm, bệnh viện cũng tiếp nhận chùm ca bệnh thứ 3 là một gia đình 4 người ở xã Phước Kiến, huyện Phước Sơn. Tới nay, hai bệnh nhân bị liệt tứ chi, suy hô hấp, phải thở máy. Hai bệnh nhân còn lại yếu nhẹ tứ chi, tự thở được. Điểm chung của 3 chùm ca bệnh này là cùng ăn cá chép muối ủ chua. Theo các bác sĩ, loại thức ăn này được bỏ vào hộp thủy tinh, đóng kín sau 2 đến 3 tuần mới lấy ra sử dụng, đã tạo điều kiện yếm khí cho vi khuẩn Clostridium botulinum phát triển. Sau xét nghiệm, kết quả các mẫu cá ủ chua do Viện Pasteur Nha Trang thực hiện xác định Clostridium type E, khẳng định là các bệnh nhân bị ngộ độc botulinum. Trước tình trạng nhiều bệnh nhân nguy kịch do nhiễm độc botulinum, tối 18 tháng 3, Bệnh viện Chợ Rẫy thông tin đã đem 5 lọ thuốc giải độc hiếm ra Quảng Nam để hỗ trợ chữa trị. Trước đó, sáng 18 tháng 3, Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Nam đề nghị Bệnh viện Chợ Rẫy hỗ trợ chuyên môn về các trường hợp này. Sau hội chẩn trực tuyến giữa hai bệnh viện, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy đã cử một đội gồm các chuyên gia đầu ngành về hồi sức cấp cứu, hồi sức chống độc và dược đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Nam để cùng phối hợp điều trị bệnh nhân. Đội hỗ trợ của Bệnh viện Chợ Rẫy mang theo 5 lọ thuốc giải độc. Đây là loại thuốc rất hiếm, thông thường Việt Nam không dự trữ hoặc cả nước chỉ có vài lọ. Sau khi điều tra dịch tễ, chuyên gia của Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Nam xác định cả 3 chùm ca bệnh gồm 10 người đều cùng ăn một loại thức ăn là cá chép muối ủ chua. Tuy vậy, vấn đề được các chuyên gia đặt ra là 3 chùm ca bệnh này xảy ra ở 3 xã khác nhau gồm Phước Chánh, Phước Kiên, Phước Đức thuộc huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam. Nhưng các ca ngộ độc lại được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Nam trong cùng một khoảng thời gian ngắn. Đến nay, vấn đề này vẫn chưa có lời giải đáp bởi qua khai thác thông tin từ người bệnh, xác định món cá chép muối ủ chua do người dân tự làm, sử dụng nhiều năm qua. Trong sáng nay 19 tháng 3, các chuyên gia chống độc và hồi sức của Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục giám sát chặt phản ứng của bệnh nhân sau dùng thuốc giải độc, đồng thời sẽ có buổi làm việc với ngành y tế tỉnh Quảng Nam nhằm tìm cách ngăn chặn các ca ngộ độc botulinum có thể xảy ra. Thưa quý vị, botulinum là độc tố thần kinh cực mạnh. Sau khi nhiễm độc, bệnh nhân thường gặp triệu chứng đau bụng, đau cơ, mệt mỏi, nhìn mờ hay nhìn đôi, khô miệng, khó nói, nuốt khó, sụp mi mắt, yếu cơ toàn thân. Cuối cùng, bệnh nhân khó thở, không thở được do liệt các cơ hô hấp. Các triệu chứng này xuất hiện sau 12 đến 36 giờ, thậm chí lâu hơn, tùy thuộc vào lượng botulinum ăn phải. Vậy, loại độc tố này xuất hiện ở các loại thực phẩm nào? Mời quý vị theo dõi phân tích sau. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai cho rằng, tất cả các thực phẩm từ rau, củ, quả, thịt cho đến hải sản, khi được sản xuất dễ lẫn bào tử vi khuẩn Clostridium botulinum cũng có nguy cơ gây ngộ độc. Bên cạnh đó, thực phẩm đóng gói không đảm bảo đủ điều kiện ngăn chặn vi khuẩn phát triển theo quy định, đặc biệt là sản xuất thủ công tại gia đình kinh doanh nhỏ lẻ chưa được kiểm soát chặt chẽ về chất lượng đều có khả năng nhiễm độc tố. Để đảm bảo thực phẩm không nhiễm độc tố botulinum, người dân nên thận trọng với các thực phẩm đóng kín nhưng có mùi, màu sắc và vị thay đổi khác thường. Bên cạnh đó, người dân không nên tự đóng gói kín thực phẩm và lưu trữ trong thời gian dài không có điều kiện đông đá. Với các thực phẩm lên men được đóng gói hoặc che đậy kín theo cách truyền thống như dưa, măng chua, cà muối, cần phải đảm bảo có vị chua và mặn. Khi thực phẩm không còn đúng mùi vị thì không nên ăn. Theo các chuyên gia, đây là một loại ngộ độc đặc biệt xảy ra không thường xuyên, biểu hiện giống với nhiều loại ngộ độc khác nên rất dễ gây nhầm lẫn. Khi nhiễm độc, thậm chí nhiều người không thể giao tiếp để kể lại thức ăn mà mình đã ăn và biểu hiện sức khỏe. Để tìm hiểu sâu hơn về chuyện độc tố botulinum có trong cá chép ủ muối chua nói riêng hay những loại thực phẩm khác nói chung, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với chuyên gia ở một trường quay khác của chương trình. Botulinum là một cái độc tố rất là nguy hiểm. Bác sĩ có thể chia sẻ độc tố này nguy hiểm ở mức như thế nào ạ? Nói tới các cái chất độc thì từ xưa tới nay chúng ta thường hình dung rằng là đấy phải là arsen, đúng không ạ?
Thế thì người ta thường người ta hay đầu độc nhau bằng arsen, hoặc là những các cái vụ ngộ độc trên thế giới cũng như ở Việt Nam thì ngộ độc arsen rất nhiều. Thế nhưng mà arsen chưa là cái gì so với lại một cái chất độc khác, đó là kali clorua. Kali clorua có thể, kali cyanua có thể coi là một cái chất kịch độc mà chúng ta hình dung rằng chỉ cần ngậm một ngụm vào miệng thôi, nhưng mà chưa cần vào đến trong dạ dày, nhưng ngậm một ngụm vào miệng có khi ra đến nhà vệ sinh đã tử vong rồi, ngay tại chỗ rồi và không cứu kịp. Thế nhưng mà cái chất độc botulinum này nó kịch độc đến mức mà nó gấp 10.000 lần so với lại cái kali cyanua. Thế chính vì như thế mà ngay trong cái thời kỳ đại chiến thế giới lần thứ hai, người ta rất sợ rằng là đây là một cái chất độc mà có thể sản xuất những các cái bom, những các cái vũ khí về sinh hóa mà có thể giết người hàng loạt. Và chúng ta hình dung rằng là cái liều chết nó chỉ khoảng độ 1,3 cho đến 2,1 nanogram trên 1 kg cân nặng là liều chết. Thế và với cái liều như vậy thì chúng ta hình dung rằng chúng ta chỉ cần 1 kg thôi thì có thể giết chết 1 tỷ người. Tức là muốn giết chết trên tổng số người hơn 7 tỷ trên toàn thế giới này, chúng ta chỉ cần 7 kg thôi là có thể giết chết hết rồi. Vậy đây là một cái chất kịch độc mà không có chất nào hơn được nó, và nó đứng số 1 trong tất cả những các cái chất độc trên thế giới. Trên thế giới thì cũng gặp nhiều. Cái đầu tiên mà người ta phát hiện ra cái vụ ngộ độc ban đầu ấy là năm 1915 ở một cái vương quốc mà ở phía nam của nước Đức bây giờ ấy. Thế xuất hiện một cái vụ ngộ độc mà người ta ăn những cái thực phẩm mà cụ thể là xúc xích. Thế sau đó thì dân bị ngộ độc hơn 200 người và chết rất là nhiều. Thế thì lúc đấy người ta không biết chất độc là cái gì và chỉ biết nó là, gọi nó là cái ngộ độc xúc xích. Thế thì sau đó thì trên thế giới cứ lần lượt xảy ra. Và đến tại cái thời điểm này, tôi lấy tại thời điểm này thôi, là nước Mỹ là một cái quốc gia mà quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm có thể nói rằng tốt số 1 thế giới. Tuy nhiên là mỗi một năm ở Mỹ số ca ngộ độc vẫn là trung bình là 160 ca. Ví dụ như năm ngoái là 189 ca, năm trước nữa là 205 ca. Trong khi đấy trẻ em trẻ dưới 1 tuổi ấy là 72% chiếm trong cái số đó. Thì điều đó có nghĩa rằng là những cái ngộ độc này nó vẫn thường xuyên xảy ra trên thế giới, và kể cả châu Âu cũng như các cái quốc gia xung quanh chúng ta như là Singapore, như là Trung Quốc, rồi thì Hàn Quốc, rồi Nhật Bản, tôi tìm hiểu tôi cũng thấy rằng vẫn xảy ra. Vâng, vậy độc tố này thì có nguồn gốc từ đâu, và khi mà cái độc tố này đi vào cơ thể thì nó sẽ tạo ra những cái cơ chế gây độc như thế nào ạ? Cái nguồn gốc của cái độc tố này là do một cái loại vi khuẩn, nó là cái trực khuẩn hình thoi, mà cái tên gọi của nó thuộc cái nhóm Clostridium ấy. Thế thì cái nhóm vi khuẩn này là cái nhóm vi khuẩn gram dương, và nó kỵ khí thì nó sinh ra cái chất độc đó. Kỵ khí có nghĩa là cái gì? Tức là trong một cái môi trường mà rất nghèo không khí, và thậm chí càng không có không khí thì nó càng phát triển. Trong những các cái đồ ăn thức uống mà chúng ta để nó, ví dụ như đồ đóng hộp chẳng hạn, thế rồi những các cái đồ mà để lưu cữu lâu ngày, những các cái điều kiện yếm khí, thì khi vi khuẩn nó phát triển nó sẽ gây ra cái độc tố này. Đấy chính là cái nguồn gốc của nó mà người ta tìm thấy được. Thực ra ấy, thì cái loài vi khuẩn mà gây ra cái độc tố này nó tồn tại rất nhiều ở trong cái tự nhiên của chúng ta. Nó có thể là nằm ở trong phân của động vật, có thể nằm ở trong nước, có thể là nằm ở trong những các cái sông hồ, và thậm chí là những các cái hạt bụi không khí nó cũng có. Thế nhưng mà có một cái điều rất may, đó là cái vi khuẩn này nó rất kỵ với lại nhiệt độ. Dưới 15 độ nó không hoạt động, trên 55 độ nó không hoạt động. Đấy là cái yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai là những các cái môi trường quá axit và quá bazơ, mà nó nằm ngoài cái khoảng từ 4,6 cho đến 9,0 pH thì vi khuẩn không hoạt động. Cái yếu tố thứ ba đó là cái vi khuẩn này rất quan trọng là nó rất sợ không khí. Chỗ nào có không khí nhiều thì nó sẽ không phát triển. Thế chính vì như thế, mặc dù nó kịch độc nhưng mà do nó rất kỵ không khí cho nên chúng ta may mắn là đỡ bị hơn, không bị nhiều lắm. Thế thì đấy là một cái điều may mắn. Thế còn thì chúng ta phải thấy rằng trên thế giới, ví dụ như là tôi vừa mới nói nước Mỹ đấy, hoặc là châu Âu, hoặc tất cả các quốc gia, hàng năm có hàng vài chục những các cái công ty thực phẩm mà phải thu hồi sản phẩm do nhiễm cái con vi khuẩn này. Có nghĩa rằng là khi chúng ta quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm thật chặt thì chúng ta sẽ phát hiện ra rằng trong thực phẩm có nhiễm cái vi khuẩn đó. Thế do vậy là cá nhân tôi thì tôi cho rằng là cái nhiễm vi khuẩn này mang cái tính chất là đôi khi chúng ta chưa thực sự là hiểu biết sâu về nó, hoặc là cái gì đấy chúng ta có thể là một cái sự vô tình thôi chẳng hạn mà chúng ta nhiễm vi khuẩn, sau đó chúng ta không kiểm tra được thì gây ra cái tình trạng ngộ độc. Và trên thế giới cũng vẫn xảy ra chứ không phải là chỉ có Việt Nam không.
Thế thì ở đây là tôi cho rằng là cái quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm cộng với lại cái hiểu biết về nó để chúng ta phòng tránh từ nay về sau mới là yếu tố quan trọng. Vâng, chắc chắn là như vậy rồi. Hiện nay thì có nhiều người đang thắc mắc về một số những cái thực phẩm nào có trong đời sống của chúng ta mà có thể có nguy cơ nhiễm độc tố botulinum ạ? Chúng ta hình dung rằng là vi khuẩn nó có một cái nguyên tắc là đầu tiên nó rất thích các cái sản phẩm mà có dầu protein. Thế vậy thì đối với lại cái độc tố này, cái vi khuẩn này, nó hay ở những các cái sản phẩm mà có chứa thịt. Thế thì thịt ở đây là tôi nói chung tất cả những cái sản phẩm của thịt riêng, chứ không riêng gì một cái loại nào. Kể cả thịt chúng ta mua ngoài chợ về cũng có thể có cái vi khuẩn đó. Nếu chúng ta xử lý không đúng thì sẽ gây ra cái tình trạng ấy. Thế nhưng mà chúng ta biết rằng cái đặc tính của vi khuẩn này là nó kỵ khí. Do vậy là những các cái sản phẩm thịt mà đóng gói, những các ví dụ như là thịt đun khói, ví dụ như là xúc xích, ví dụ như thịt hộp, là những cái sản phẩm đấy rất dễ bị nhiễm độc. Thứ hai nữa là những các cái sản phẩm mà bị lên men, mà để lên men nó quá đà. Ví dụ như là năm tháng 3 năm 2020 này, quá hạn sử dụng đấy, quá hạn sử dụng ở Trung Quốc đã xảy ra một cái ca như thế, là ăn những các cái sản phẩm lên men là chúng ta cũng bị. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ Trần Văn Phúc tới từ Bệnh viện Sanh Pôn Hà Nội. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ Trần Văn Phúc với những chia sẻ vừa rồi. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất về vụ việc này.